Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ lóng diễn tả người tập 4. Các bạn lưu ý là những từ lóng này dành cho người trên 16 tuổi. Từ đầu tiên, trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm nu. Âm thứ hai các bạn xuống giọng đọc là đồ. Chữ đồ này giống như trong chữ đồ đạc của tiếng Việt, các bạn lấy chữ đồ đó. Âm đầu tiên nu. Ở đây chúng ta ghi hai chữ O và cách đọc của nó là âm U. Âm U ở đây các bạn hơi kéo dài nó ra một chút. Nu, noodle, noodle, noodle. Từ này có nghĩa là đầu, noodle. Từ thứ hai, cách đọc của nó gần tương tự cách viết. Các bạn đọc âm ở đây là âm A, nhưng mà âm A các bạn phải lưu ý là các bạn kéo dài nó ra một chút nữa. Smart, xong các bạn đến âm T và kết thúc bằng âm S. Smart, smart, smart. Từ này có nghĩa là não. Smart. Cách đọc thứ hai của từ này, các bạn đọc cái âm A này nó nghe hơi giống âm O một chút. Có thể đọc là smart, smart. Từ này có nghĩa là não. Từ tiếp theo, trọng âm của từ này rơi vào âm đầu tiên, âm hòn, hòn. Âm thứ hai các bạn đọc là âm khờ. Chữ khờ này nó giống như là chữ khờ khạo ở trong tiếng Việt. Hay là thằng khờ đấy, các bạn lấy chữ khờ đó, nó y chang như vậy. Âm đầu tiên các bạn đọc là hòn. Âm thứ hai xuống giọng khờ, hòn khờ, hòn khờ. Từ này có nghĩa là mũi, hòn khờ, hòn khờ. Từ tiếp theo, các bạn đọc là baby blues, baby blues. Từ này nó có nghĩa là mắt xanh. Khi chúng ta muốn miêu tả cái đôi mắt màu xanh thì chúng ta dùng từ này, baby blues. Ở đây chữ đầu tiên các bạn lưu ý là trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm bay. Âm thứ hai bì. Chữ bì này nó giống như là chữ bao bì trong tiếng Việt, baby, baby. Chữ thứ hai các bạn nhớ là nó kết thúc bằng âm giờ hoặc là âm sờ. Nếu như các bạn không quen với âm sờ, âm giờ thì các bạn đọc âm sờ cũng được, cách nào cũng được. Blues, blues, baby blues, baby blues. Từ tiếp theo các bạn đọc là pie hole, pie hole. Từ này có nghĩa là miệng, pie hole. Ở đây cái từ này các bạn đọc là pie. Âm ở đây là âm I. Mặc dù nó ghi là có âm E nữa, nhưng các bạn hãy xem như âm E ở đây nó không tồn tại, mà các bạn cần phải chú ý cái âm I này. Âm I trong tiếng Anh chúng ta đọc là I đấy. Các bạn cứ nhớ là hãy xem âm E là âm không tồn tại. Đọc là pie, pie, rất đơn giản, pie, pie. Âm thứ hai khi phân tích nó ra thì nó là hole, ồ. Âm ồ đây nó lướt qua, nó nhỏ thôi các bạn nhé. Ồ, hole, hole, hole. Các bạn đọc lại cho mình, pie hole, pie hole, pie hole. Từ này có nghĩa là miệng. Từ tiếp theo, từ này thì nó giống như cái từ cô gái mà chúng ta hay nói đấy. Phân tích kỹ nó ra thì nó là g, sau đến âm ồ và kết thúc bằng âm sờ. Nhưng mà khi đọc nhanh thì các bạn hãy nhớ là âm ồ chúng ta chỉ lướt qua thôi, nên chúng ta nghe nó không rõ. Các bạn đọc là girls, girls, và kết thúc bằng âm sờ hoặc là âm giờ cũng được. Girls, girls. Từ này có nghĩa là ngực, girls. Cách đọc thứ hai của từ này các bạn có thể đọc là girl các bạn nhé, girl, sau đó đến âm sờ. Và cái âm r này cũng là âm nhỏ thôi, các bạn hãy đọc lướt nó qua thôi. Girls, girls. Từ tiếp theo, từ này các bạn đọc là pot belly, pot belly. Từ này có nghĩa là bụng béo, pot belly. Cái từ đầu tiên thì rất là dễ, cách đọc của nó y chang cách viết. Nếu như các bạn muốn độ chính xác của nó cao hơn thì các bạn hãy bắn hơi âm T, pot,
spot. Còn nếu như các bạn không không muốn bắn hơi âm T thì độ chính xác của nó cũng khoảng 90%. Các bạn có thể đọc là pop pop, người ta vẫn hiểu bình thường. Cái này, từ này các bạn nhớ là trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm be, và âm thứ hai là âm lì. Các bạn xuống giọng lì, lì trong chữ lì lợm, belly belly. Các bạn đọc lại pot belly, pot belly. Cách đọc nhanh, pot belly, pot belly. Từ này trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm mần, mần. Cách đọc thứ hai của từ này, các bạn có thể đọc âm a bẹt, có thể đọc là mền, mền. Âm thứ hai các bạn xuống giọng hụt. Ở đây ghi hai chữ o và cách đọc của chúng ta là âm u, hụt, hụt, và kết thúc bằng âm d, hụt. Các bạn đọc là man hụt, man hụt. Cách đọc thứ hai, man hụt, man hụt. Từ này có nghĩa là của quý, man hụt. Từ này chúng ta ghi hai chữ o và cách đọc của chúng ta cũng là âm u. Các bạn nhớ là âm u nhé. Và kết thúc bằng âm chờ. Âm chờ đây là âm chờ bắn hơi. Cái âm đầu tiên, cái âm này, âm C này chúng ta sẽ đọc là âm khờ. Đẩy hơi nó ra, khờ. Khụt, khụt, khụt. Từ này có nghĩa là cô bé. Tức là cái bộ phận mà chúng ta gọi là cô bé đấy. Các bạn hiểu không? Khụt. Kết thúc bằng âm chờ bắn hơi, khụt. Từ tiếp theo, các bạn đọc là but, but. Ở đây chúng ta ghi là âm u nhưng mà cách đọc của chúng ta là âm á. Các bạn nhớ là âm á nhé. Và kết thúc bằng âm t bắn hơi. Ở đây các bạn hãy xem như nó chỉ có một âm t thôi. Và các bạn đọc âm á này xong đến âm t luôn. But, but. Từ này có nghĩa là mong. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta có thể đọc cái âm á này thành âm ở, có thể đọc là but, but. Nhưng mà cách này độ chính xác của nó không thể cao bằng cái cách chữ âm á được. Nên các bạn hãy tập đọc âm á but, but. Sau đây mình sẽ đọc lại khoảng hai chữ cho các bạn. Những cái chữ mà dễ gây nhầm lẫn chữ này các bạn nhớ nhé. Khụt, khụt. Âm u, khụt. Và kết thúc bằng âm chờ bạn ơi. Khụt. Từ này, but, but. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.